Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đại lý Phụ Kiện. Hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn đó chính là chiếc adapter nguồn cho chiếc cân điện tử thương hiệu Katec. Mã modem của sản phẩm là KSAD 0750 20 W1EU. Hàng chính hãng bảo hành 1 năm, áp đồ vào từ 100 đến 240V 0.4A. Điện phát đầu ra 7.5V 2A. Sản phẩm mới, bảo hành 1 năm, một đổi một, hàng chính hãng. Để giúp cho những chiếc cân điện tử có tỷ lệ chính xác và an toàn, ít hư hỏng, thì các bạn nên sử dụng những sản phẩm do Đại lý Phụ Kiện phân phối, hoàn thiện gấp 10 lần nếu phát hiện hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng tôi cam kết 100%. Những sản phẩm do chúng tôi cung cấp là hàng chính hãng. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline bao gồm Zalo 0944 730 44 hoặc Facebook Đại lý Phụ Kiện 39 hoặc truy cập website đạilyphukien.com.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.